Chào các bạn, trên tay mình đang là cái máy đọc sách Kobo H2O. Kobo H2O là cái máy đọc sách có khả năng chống nước và nó giúp chúng ta có thể nằm hồ bơi hay là vừa ngâm bồn tắm, vừa tắm vừa đọc sách nếu mà bạn thích cái điều đó. Thì cái Kobo H2O này thì bán với giá là 179 đô, tức là cao hơn Kindle khoảng 40 đô. Thì cái giá 40 đô đó mang lại cho bạn một cái màn hình lớn hơn. Màn hình này là 6.85 inch, còn cái Kindle chỉ là 6 inch thôi và độ phân giải cao hơn. Độ phân giải của thiết bị này đạt đến là 1430x1080 và DPI là 265, rất là cao. Với cái việc mà sử dụng màn hình inch thì cái mức DPI đó cũng giúp cho cái cũng đủ làm cho cái chữ nó sắc nét hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Thì cái Kobo H2O này đặc biệt nhất của nó là khả năng chống nước. Khi mà bạn thả xuống nước thì nó vẫn còn hoạt động bình thường. Và để làm được điều đó thì Kobo họ đã loại bỏ tất cả những cái giao tiếp lộ thiên bên ngoài và họ gom hết tất cả vào phía dưới này. Ở phía dưới này thì bạn sẽ có một cái đây. Ở phía dưới bạn có một cái khe cắm thẻ micro SD để chúng ta mở rộng dung lượng, bởi vì bộ nhớ trong chỉ có 4GB và bạn có thể mở rộng thêm 32GB nữa. Ở đây là cổng micro USB để sạc và cái này là cái nắp để cố định cái đầu này lại, che lại không cho nước nó vô. Ở đây thì Kobo họ làm cao su khá là kỹ. Kobo là một công ty mà đã được Rakuten của Nhật Bản mua lại và bây giờ nó thành công ty của Nhật Bản rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử nhúng cái thiết bị này vào nước. À, trước khi nhúng thì mình sẽ cho các bạn xem một số cái thao tác trên cái máy này, bởi vì mình thấy nó nhanh hơn rất là nhiều so với Kindle. Khi chỉ cần mình chạm vô là nó chuyển ngay lập tức rồi, nó nhanh hơn Paperwhite đời 2 của mình rất là nhiều. Một phần là nhờ Kobo họ đã sử dụng cái con chip 1GHz và 512MB RAM ở trên cái thiết bị này đó. À, cũng như Paperwhite thì cái Kobo H2O này cũng sử dụng cái công nghệ E-Ink Kata, tức là cho độ tương phản cao hơn, màu trắng trắng hơn và màu đen đen hơn khoảng 50 hoặc là 20% gì đó so với đời trước, mình không có nhớ rõ cái đó. Đó, bạn thấy là rất là nhanh, chỉ cần đúng tạm chạm vô là nó đã có thể chuyển đi rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhúng nó vào nước. Đây là cái Kobo và bây giờ mình sẽ nhúng nó vào trong cái chậu này. Đó, ngay khi nhúng thì nó sẽ nhận biết là có một cái gì đó có nước ở trên màn hình và khi mà lấy ra thì các bạn nên lau nó đi để cho nó có thể điều khiển dễ dàng hơn. Nhưng mà chúng ta xin lỗi các bạn mình. Có lẽ cái tay của mình nó bị sao đó, nó không nhận được cảm ứng dưới nước. Hồi nãy anh kia thử thì anh có nhận được cái này. Xin cảm ơn các bạn.